Hello xin mọi người, chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trade Mobile, kênh chuyên mua bán, trao đổi điện thoại có giá rẻ. Là ngày 10 tháng 8 2022, em lại lên sóng để giới thiệu đến mọi người những sản phẩm điện thoại có giá rẻ mà đang có tại hàng trong ngày hôm nay mọi người nhé. Địa chỉ ở bên em là 133 Lương Thế Vinh, Chu Văn, Hà Nội. Ngoài ra bên em có ship hàng toàn quốc cho mọi người ở xa với hình thức là COD, nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tại nhà mọi người nhé. Em dùng hai số Zalo ở đây 0979 này 622 994 và số liên lạc thường xuyên là 0358 479029. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu luôn những chiếc điện thoại mà em có trong video ngày hôm nay để mọi người không phải đợi lâu nữa nhé. Đầu tiên ngày hôm nay thì bên em mới về được một chiếc Samsung Note 10 Plus 5G mọi người nhé. Note 10 Plus 5G thì là nó bản Hàn. Hiện tại thì con này thì đã lên 2 SIM rồi mọi người nhé. Note 10 Plus 5G đã lên 2 SIM rồi. Pin của con này thì là 4300 mAh và cũng như là sử dụng con chip là Exynos 9825. RAM lên tới là 12GB, bộ nhớ 256GB. Đó. Con này thì hiện tại thì máy là nguyên zin này, màn hình đẹp, không ngắm ố một chút nào mọi người nhé. Đó, áp suất đầy đủ luôn nhá. Đấy, màn hình trong veo này, không ngắm ố. Và con Note 10 Plus này 5G được trang bị là màn Dynamic AMOLED rộng 6.8 inch. Đấy, công nghệ 2K cộng mọi người nhé. Màn cong hai bên sườn rất là đẹp luôn. Camera đây, cắm trước này, cắm sau này, rất là nét luôn mọi người nhé. Đó, có rất là nhiều góc chụp này, góc rộng góc hẹp khác nhau. Và hiện tại cái con Note 10 Plus 5G này bên em bán là 5.900.000 đồng. Và tại vì sao mà bán 5.900.000? Tại vì thứ nhất là cái con này thì vỏ nó không được đẹp, nó vỏ xấu mọi người nhé. Đó, lưng xước này, đó, viền thì cũng có vài vết cấn đấy mọi người nhé. Đó, nói chung con này không được đẹp. Và thứ hai là bút thì chỉ vẽ được thôi chứ không chụp ảnh từ xa. Nếu mà chụp ảnh được từ xa thì mọi người cộng 300.000 giúp mình là thành 6.200.000 mọi người nhé. Đó, hiện tại là như vậy. Máy thì nguyên zin, màn đẹp, đấy, không ám ố. Và hiện tại sản phẩm Note 10 Plus 5G này 2 SIM 2 sóng rồi mọi người nhé. Mình bán ra mình có tặng cho mọi người ốp lưng này, giá màn hình này, sạc cáp zin này. Đó, và bảo hành cho mọi người trong vòng 3 tháng, lỗi 1 để 1 trong tháng đầu tiên, bao gồm cả màn hình luôn. Máy thì mình cam kết là zin 100%, chỉ hình thức bên ngoài nó xấu thôi thì mình bán rất là rẻ mọi người nhé. Bán 5.900.000. Ai đang quan tâm đến Note 10 Plus 5G thì mọi người cứ alo cho em qua hai số điện thoại bên trên mọi người nhé. Rất là nhiều người hỏi Note 10 Plus tầm giá 6 triệu thì nhưng mà cực kỳ là hiếm, bởi vì là máy bây giờ nhập đã sát 7 triệu rồi thì lấy đâu ra mà có 6 triệu bán đây nhá. Thì đây là một cơ hội rất là tốt để cho ai mà đang có nhu cầu sở hữu mọi người nhá. Rồi, tiếp tục cũng là một chiếc Note 10 Plus nhưng con này nó là bản công ty, bản 2 SIM mọi người nhá. Hiện tại bên em còn đúng màu đen thôi. Đó, máy công ty, hình thức đẹp 9899, viền viết đẹp mọi người nhá. Đó, bút S Pen rồi là cổng sạc tai xì ở đây, màn hình đẹp zin, không ám ố. Cái con Note 10 Plus này là bản chính hãng 2 SIM, bán trực tiếp tại Việt Nam nên là sẽ có 2 SIM sẵn mọi người nhé. Đấy, mọi người dùng Samsung Pay này, rồi là dùng các app có bảo mật cao thì mọi người yên tâm, không lo bị báo lỗi nhé. Pin thì cũng 4300 mAh thôi. Và cấu hình thì đều như nhau, chung với bản Hàn là 12GB, bộ nhớ 256 mọi người nhé. Màn Dynamic 2K cộng 6.8 inch. Đấy, màn đẹp leng keng không ám ố mọi người nhé. Với hiện tại máy bản chính hãng như này thì bên em bán cho mọi người với giá 8 triệu. Hiện tại con này bút S Pen đang dùng được nhá và đang chụp ảnh được từ xa này. Đây mọi người nhá, bút S Pen chụp ảnh được từ xa. Bên em bán là 8 triệu mọi người nhá. Đấy. Chụp ảnh từ xa ok luôn mọi người nhá. 8 triệu đồng cho một chiếc Note 10 Plus bản chính hãng 2 SIM. Đẹp, hình thức đẹp 98.99%. Máy đi bên em đều bảo hành trong vòng 3 tháng này, tặng ốp lưng, giá màn hình, lỗi 1 là 1 trong tháng đầu tiên mọi người nhá, bao gồm cả màn hình luôn. Đó, sạc cáp này, ốp lưng, dán màn đầy đủ hết mọi người nhá. Chiếc thứ hai là một chiếc Samsung Galaxy Note 9. Con Note 9 này là bản công ty 2 SIM này. Đó, bản công ty 2 SIM, máy màu nâu đồng mọi người nhá. Đằng sau lưng có camera kép này, vân tay đầy đủ này, viền viếc thì hầu như là gần như đẹp keng luôn mọi người nhá. Đó, máy rất là đẹp luôn. Con này thì có cổng sạc Type-C sạc nhanh, jack 3.5, bút S Pen ở đây, loa thì loa kép mọi người nhá. Bút S Pen con này chụp ảnh được như dòng Note 10 luôn. Cấu hình của Note 9 là RAM 6, bộ nhớ 128GB, màn 2K,
Pin của nó là pin 4000 mAh mọi người nhá. Nó chín đây, bản không tí 2 SIM, sẵn sàng 2 SIM luôn. Và con này hiện tại bên em bán với giá là 3.600.000 đồng. Đây, tại vì sao mà bán giá như vậy? Thì đây nó có một đốm rất là nhỏ ở đây mọi người nhá. Đấy, nhiều khi không để ý không thấy đâu. Và màn thì có ám một tí ti, lưu ảnh một tí ti nhỏ thôi, không có gì cả. Đó, tân tật chức năng ok, máy đẹp zin mọi người nhá. Đấy, camera thoải mái luôn. Màn 2K, có vân tay này, rồi là quét mống mắt, nhận diện khuôn mặt đầy đủ hết mọi người nhá. Note 9 bên em bán ra có tặng một người giá màn hình này, tặng sạc cáp nhanh, sạc zin, và bán với giá là 3.600.000. Ai đang yêu thích dòng Note 9 thì mọi người alo cho em nhá. Bảo hành 3 tháng, lỗi 1 một trong tháng đầu tiên mà gồm cả màn hình luôn. Rồi, đến một sản phẩm rất là đẳng cấp và rất là hot mọi người nhá. Bên em về thêm được một chiếc này, Samsung M51, pin tới 7000 mAh mọi người nhá. M51 này được đánh giá là dùng sướng hơn con A71 rất là nhiều. Đấy mọi người nhá. Có vân tay ở cạnh sườn chung với nút nguồn mọi người nhá, chung nút nguồn. Và màn hình con này thì màn hình nó đẹp hơn con A71 mọi người nhá. Đây thì để em tra về thông tin. Thì đầu tiên thì đây em tạm kiểm tra cái bảo hành của con này đó mọi người nhá. Con này còn bảo hành tới tháng 6/2023. Đó, đây mọi người nhá, để em kiểm tra bảo hành cho mọi người này. Máy thì con này thì hàng A cộng, đẹp leng keng rồi, không phải bàn rồi nhá. Đấy, M51. Máy mới leng keng, gần như là chưa sử dụng luôn. Kiểm tra. Đây mọi người nhá, sản phẩm M51 này còn bảo hành tới mùng 6/6/2023, kích hoạt mùng 7/6/2022. Đấy, chứ bây giờ mình tháng 8, dùng được gọi là sấp xỉ 2 tháng. Ngày hết hạn này mùng 6/6/2023 mới hết bảo hành mọi người nhá. Đó, đến sang năm, đến mùa hè tháng 5 mới hết hạn bảo hành. M51 này, đấy, cho mọi người xem quả pin nhá. Pin là 7000 mAh. Đó. Bản công ty 2 SIM chính hãng này. Cấu hình thì là RAM 8, bộ nhớ 128GB. Đây để em search con A71 thông tin, à con M71 thông tin cho mọi người coi nhé. M51 Samsung. Shopee đang bán máy mới là 5.990.000, còn là 6 triệu mọi người nhé. Đây, xem cấu hình ở trên thế giới động mọi người nhé. M51 nhá. Con này là màn hình là Super AMOLED Plus mọi người nhé, chứ không phải là màn AMOLED thường đâu. 6.7 inch Full HD cộng. Con này chip Snapdragon 730, RAM 8, bộ nhớ 128, cam 964 này, phụ 12 và hai mắt 55. Con này thì pin 7000 mAh. Đó mọi người nhá. Máy mới đét luôn, còn bảo hành từ tháng 6/2023, bảo hành từ sang năm, bản công ty 2 SIM. Mọi người nhìn màn hình này, đẹp keng nhá, không xước sát cũng như là không áo không ố này. Viền viếc đẹp leng keng đây, mọi người nhìn viền chưa? Đẹp leng keng bóng loáng mọi người nhá. Đó, vân tay ở cạnh sườn đây, hầu như là chưa dùng đến luôn, hàng A cộng mọi người nhá, A cộng này, bốn mắt camera sau đấy mọi người nhá. Đây là những cái vân tay thôi, lắp nó bóng, lau đi mới tinh luôn mọi người nhá. Đó, M51, ai mà đang yêu thích dòng M51 này, cổng sạc Type-C vẫn còn nhá, rồi là jack tai nghe, cổng sạc Type-C sạc nhanh, jack tai 3.5 vẫn còn, này em nhầm một chút mọi người nhá. Đấy, bây giờ test thử loa này, loa nghe rất to luôn. Con này pin 7000 thì mọi người biết là như thế nào rồi. Mà dùng được mới 2 tháng thì mọi người biết là nó chả hao mòn là mấy đâu. Loa đài rất to luôn. Đó. Rồi, tổng kết M51, máy pin 7000 mAh, màn hình Super AMOLED này, 6.7 inch, cực kỳ đẹp không ám ố, và máy mới dùng được 2 tháng thôi, còn bảo hành đến tháng 6/2023. Bên em bán ra có tặng sạc cáp này, tặng giá màn hình và tặng ốp lưng, bảo hành từ tháng 6/2023 thì mọi người biết là rất là dài rồi. Thì đừng lo bảo hành, cái đấy thì mọi người có thể mang ra trung tâm bảo hành trực tiếp hoặc là mang qua bên em để bên em gửi đi bảo hành cho mọi người thoải mái nhá. Đó, em bán với giá là 4.800.000 đồng cho mọi người nhá. Giá rất là ok luôn. 4.800.000 thôi. Mọi người ai yêu thích dòng M51 con này máy A cộng thì mọi người cứ liên hệ giúp em nhé qua hai số điện thoại ở bên trên bảng gỗ đây, và thông tin địa chỉ hàng bên em lên đây rất là đầy đủ rồi mọi người nhé. Rồi, tiếp theo thì em sang dòng A95G một chút.
A95G thì hiện tại bên em còn máy màn đẹp, máy màu đen hay máy màu trắng. Thì hình thức thì máy có cấn nhẹ viền nhé, có cấn nhẹ viền đó. Thì bên em bán cho người với giá là 3.250.000 đấy, 3.250.000. Máy cấu hình thì RAM 6 bộ nhớ 128GB, có hai màu, màn hình đẹp không ám ố mọi người nhé. Đó, đây màn hình đẹp trong veo này. Màn hình con này rộng 6.7 inch, công nghệ màn hình là AMOLED. RAM con này thì RAM 6 này, 128GB, con chip Snapdragon 855. Con chip rất là đẳng cấp trong cái tầm giá mọi người nhé. A90 hỗ trợ một SIM có 5G tại Việt Nam, pin 4500 mAh và có vân tay ở trên màn hình, quét khuôn mặt rất là ok. Trong cái tầm giá này thì khó con nào có thể so sánh được với con A95G mọi người nhé. Có hai màu, màu đen và màu trắng, màn hình đẹp không ám ố. Em bán là 3.250.000, vỏ ngoài thì có cấn nhẹ mọi người nhé, có cấn nhẹ. Đấy. Tặng sạc cáp cũng như là tặng kính cường lực bảo hành 3 tháng, lớp 1 được 1 tháng đầu tiên cho mọi người yên tâm sử dụng nhé. Tiếp theo một con này. Con này thì ngày hôm nay thì xả cho mọi người nhé. Con này bán 2.600.000 thôi, đây có lưu icon này. Đấy, nói chung là máy bị lưu ảnh, RAM 6 bộ nhớ 128, bảo hành vẫn như vậy thôi, dán cường lực rồi tặng sạc cáp đầy đủ hết mọi người nhé. Đấy, vỏ bên ngoài thì cũng hơi cấn nhẹ. Ok, có 3 con A95G mọi người nhé. Mọi người em thích con nào thì có người cứ alo cho em. Rồi, tiếp theo đến một con nữa, đó chính là con Samsung A31. A31 máy công ty mọi người nhé, đẹp được khoảng 98%. Ở dưới có cổng sạc Type-C này, jack 3.5 vẫn còn mọi người nhé, 4 mắt camera sau. Máy màu xanh, tổng thể là máy đẹp, còn rất là đẹp, cũng như là màn hình không xước sát gì luôn. Đây là màn hình em chưa dán cường lực nhé. Màn hình trong veo không ám ố này, mọi người nhìn màn trong chưa? A31 con này thì bản công ty 2 SIM mọi người nhé. Pin lên tới 5000 mAh, pin khá trâu. Và sử dụng 2 SIM thì mọi người rất là tiện lợi rồi. RAM 6 bộ nhớ 128GB. Con này thì có vân tay ở trên màn hình mọi người nhé, vân tay trên màn hình và cũng như là mở một khuôn mặt luôn. Đó. Cam trước cam sau này, thoải mái luôn nhé. Con A1 này bán 3.000.000 mọi người nhé, bản công ty 2 SIM bán 3.000.000, hình thức đẹp. Lỗi 1 đồng hồ trong tháng đầu tiên cũng như là bảo hành 3 tháng cho mọi người yên tâm sử dụng nhé. Sản phẩm bán ra có tặng cho mọi người cường lực này, cũng như là tặng sạc cáp, zin sạc nhanh. Đó, A31 3.000.000, ai yêu thích thì alo giúp em nhé. Tiếp theo một chiếc máy nữa, đó chính là A7218. A7218 con này thì là cũng là bản công ty 2 SIM này. Đó, A7 sản xuất 2018, pin 3300 này. Và con này thì có bộ nhớ là RAM 6 bộ nhớ 128 nhá. Bình thường chỉ RAM 464 thôi, nhưng con này là bản đặc biệt cho nên là RAM 6 bộ nhớ 128GB. Màn là AMOLED này, zin đẹp không ám ố một chút nào luôn mọi người nhá. Đấy, cam trước cam sau này, đấy, cam rất nét luôn. Ok chưa? A7218 vân tay ở bên cạnh sườn đây mọi người nhá. Máy màu xanh. Đấy, hình thức được khoảng 97-98%, còn rất đẹp nhá. 3 mắt camera sau này. A7218 bên em bán ra có tặng cho một người dán cường lực này, tặng sạc cáp bảo hành 3 tháng, lớn 1 thì 1 tháng đầu tiên. Em bán cho một người với giá là 2.250.000 nhá. 2.250.000. Đó, mọi người yêu thích thì alo giúp em. Rồi tiếp theo một con nữa là con A30S. A30S thì con này hình thức bên ngoài khá đẹp nhá, còn được khoảng 98% và màn hình nó có hơi ám nhẹ một chút xíu thôi. Đấy, em bán con này với giá là 1.900.000 nhá. Cấu hình thì RAM 4, 64GB, pin khá trâu, pin 4000 mAh. Con này bản công ty 2 SIM này, A30S, có vân tay ở trên màn hình luôn. 2 SIM 2 sóng, cắm trước cao sau nét này, cổng sạc Type-C, tắt 3.5 đầy đủ mọi người nhé. Đấy, con này thì không khác gì con A50 luôn, A50, A50S đấy, thiết kế kiểu như nhau. Con này em bán là 1.900.000 nhé, tặng sạc cáp, cường lực, ai yêu thích thì alo, bảo hành 3 tháng cho mọi người nhé. Tiếp theo một chiếc nữa là A22. A22 cũng bản công ty, bảo hành từ tháng 10 năm nay. Máy màu đen, hình thức được khoảng 98%, 4 mắt camera sau mới nhé. Con này bán cho người với giá là 3.200.000 nhé. Đấy, máy thì nguyên zin, dán cường lực rồi. Màn hình đẹp không ám ố, hay hai xe máy sóng, pin khá trâu, pin 5000 mọi người nhé. Có vân tay ở cạnh sườn đây. Con này thì RAM 6, bộ nhớ 128GB. Đó, 3.200.000 thôi, A22. Mọi người yêu thích thì alo cho em nhé. Cổng sạc Type-C, jack 3.5 đầy đủ luôn. Tặng ốp lưng, tặng cường lực, tặng sạc cáp mọi người nhé. Đó, anh yêu thích con A22 thì mọi người liên hệ với em nhé. Con A22 thì cũng là con cuối cùng ở video ngày hôm nay rồi. Mọi người xem video mà cảm giác ưng sản phẩm nào thì mọi người cứ liên hệ cho em qua Zalo 0979 622 994, số liên lạc thường xuyên là 0358 479 029 mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của bên em và hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Mọi người đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm chuông để được thông báo những video mới nhất và xem video mới nhất hàng ngày của em mọi người nhé. Xin chào, hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo.